Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game đó là Cyber Hunter nha mọi người. Và chúng ta hãy cùng xem là game Cyber Hunter có cập nhật mới này. Ở đây sẽ là tính năng quân đoàn, một tính năng mới của phiên bản Cyber Hunter lần này nha anh em. Và đây, để mình coi nào xem là sẽ còn có những cái tính năng gì nữa. Hiện tại thì mình thấy là mới ra mắt được cái bộ trang phục màu gold này cực kỳ là đẹp. Ok, trời ơi đậu xanh. Chỉ với 988 quân huy thì anh em mua được cái bộ trang phục này thì đã vãi trưởng rồi. Ngon lành. Như vậy là mình vừa sở hữu được một cái bộ trang phục sóng hoa rồi nha anh em ơi. Công nhận là cái bộ trang phục này đẹp, với lại thì giá cả cũng hợp lý nữa anh em ơi. Khá là thú vị. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái mục tủ đồ để trang bị cái bộ trang phục mới nhỉ anh em. Đấy, mua xong là phải trang bị vào trước mọi người. Úi dồi ôi, như vậy là anh em đã thấy được là cái bộ trang phục này nó đẹp chưa ạ? Mình thấy là khá là chất lượng anh em ơi. Ngoài ra thì mình sẽ xem nào. Vòng quay may mắn này thì mới cập nhật được cái bộ trang phục mới với lại vài skin trông rất là ngầu. Ok, quay luôn nhỉ anh em, chứ ngại gì đâu. Đây, khi mà các bạn quay các bạn sẽ có cơ hội là đây, mình đang sở hữu được hai cái thẻ hả? Ok, mở thẻ cái đã. Đấy anh em, quay cái vòng quay may mắn kia anh em có rất là nhiều cơ hội trúng thưởng, được vô cùng là nhiều những cái phần thưởng giá trị nha. Và nó sẽ kiểu như là tăng cấp, tức là những cái vòng quay sau thì anh em sẽ tốn nhiều quân huy hơn. Ok, skin súng đồ ngày hả thì kẹo không có thích lắm. Đây, tiếp tục quay với 150 quân huy này. Lần này chúng ta sẽ trúng được cái món gì đây? Ồ, phiếu hàng tiếp tế huyền thoại 2. Như vậy là chúng ta chuẩn bị được mở dương nữa rồi. Quay luôn cái đã. Xem nào các bạn ơi, hiểm họa sinh học hả? Ok, tiếp tục quay này. Công nhận là cũng hao tiền tốn của phết anh em ơi, nhưng mà toàn được đồ chất cho người rơi này. Đây, xem là có trúng cái bộ trang phục này hay không nhỉ. Wow, không trúng anh em ơi. Mình trúng được một cái người máy. Ở đây tiếp tục quay nào anh em. Trúng gì đây? Ui, qua mất cái bộ trang phục rồi, chán vãi trưởng. Được có một cái ván lướt này. Ok, như vậy là mình không đủ quân huy để tiếp tục quay nữa rồi. Bây giờ là mở dương thôi anh em ơi, mình có hai vé mà, váy chữ A đen này. Ok, tiếp tục mở thêm một lần nữa này. Áo khoác cao bồi đồ vĩnh viễn luôn nữa hả? Ngon lành. Như vậy là xong rồi nha anh em ơi. Hiện tại thì game Cyber Hunter đang mở tính năng mới, đó là chế độ đấu nhanh 6 độ nha. Và đây, khi tham gia vào chế độ này các bạn sẽ được ghép đội ngẫu nhiên với thêm 3 người chơi nữa. Đây, tức là giới thiệu cho anh em sơ qua về cái cách chơi của chế độ mới đấu nhanh 6 đội. Tức là chỉ có 6 đội chơi tham gia vào trong cái trận chiến của chúng ta, 24 người chơi. Đầu trận thì anh em sẽ có được những cái điểm để cho anh em gọi là lút súng, lút đồ các kiểu. Ok, quan trọng là các bạn sẽ cần kiếm thêm thật là nhiều những cái trang bị ngon thì anh em sẽ có khả năng sống sót cao hơn. Và đây nó là một chế độ kiểu như là có tính năng hồi sinh nha mọi người. Mình không biết rõ là tính năng hồi sinh như nào nữa, nhưng mà hình như là ngoại trừ những cái vòng bo gần cuối thì anh em không được hồi sinh. À đâu, tôi nhớ là vẫn được. Tức là anh em sẽ được hồi sinh khi mà như kiểu là anh em vẫn đang còn người trong đội chơi. Tức là còn được hồi sinh nha anh em. Còn bị clear cả team thì không thể hồi sinh được nữa rồi. Đấy, hình như là như vậy. Thì là mình mới chơi một vài trận tham khảo thì thấy là tính năng này vô cùng là hay. Và chế độ mới này thì chơi cực kỳ là hấp dẫn. Nên là làm video giới thiệu cách chơi các thứ cho mọi người xem luôn nha. Ở đây thì các bạn để ý là có ngay một cái thính mới nhá. Tôi bỏ đội, tôi chạy qua đây tôi lượm thính luôn anh em ạ. Rồi, ok, toàn đồ chất chơi người rơi này. Chuẩn bị let's go và chúng ta săn mạng thôi nào anh em. Đây, lấy con xe để chạy lại gần team nhanh hơn. Không là để mấy team khác cho nó clear cho thì lại buồn. Ok. À đủ, vứt luôn cả xe rồi. Thôi kệ vậy, vứt xe thì chúng ta đánh đi bộ vậy, chứ còn là hơi đâu mà lại chạy qua lấy xe nữa. Ồ, chỗ này là leo thang hả? Ok thôi.
leo lên trên luôn thì chúng ta sẽ có được một cái vị trí quan sát tốt hơn nha mọi người. Đấy, ui dồi ôi, thằng cao quá nhỉ, leo như này thì bao giờ mới lên được trên nóc đấy. Thôi kệ, tranh thủ chúng ta leo lên trên thôi anh em ơi. Ok này, lên thẳng phía trên luôn này. Ở trên này thì các bạn sẽ có được một cái vị trí cực kỳ là cao để cho anh em quan sát xung quanh nhé. Đó, khi nhảy trên cao xuống thì anh em chỉ cần là bật cái nút nhảy thêm một lần nữa. Anh em sẽ có được một cái dù thôi anh em ơi. Mình tạm gọi nó là dù nha. Let's go này, đấy. Rất là đơn giản thôi. Xuống dưới này hình như là có người anh em ơi. Trận này thì mình có chơi được một bạn Việt Nam nữa, đó là Jupiter79 à. Ngoài ra thì có một cái ông là ông nào đây? Một ông lá cờ Mỹ à, với lại một cái ông nào đây? Lá cờ Anh à, tôi chả biết nữa, anh em mới đoán mò thế thôi. Có người này. À đủ, vào nhà xử nó luôn. Làm sao? Làm sao? Đây là đất của anh nhá thằng này. Láo à, mày chạy xung quanh đây à? À đủ, thanh niên mày chạy xung quanh đây à? Đây là đất của anh cơ mà, làm sao? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu Hải ơi? Ơ, anh em có công nhận là thằng này nó lẩn nhanh không anh em ơi? Vãi trưởng thật. À đủ, như kiểu nó sợ mình, nó chạy mất tiêu rồi. Nên là bây giờ là tôi còn chưa tìm được nó nữa cơ, vãi trưởng thật. À, lên phía trước đã nha. Chắc là ở trên này, nó xây tháp nó lên trên nó thủ đi mà. À đủ, biết ngay này em ơi. Thôi xong này mà chết với anh rồi nhá. Nốc rồi hả em ơi? Bây giờ là anh tiễn chú lên thiên đường này. Ok, ngon lành, phía dưới là có một cái tiếng chân khá là gần nhá. Ok. Nào, đồng đội chú qua đây à? Rồi nha này, thằng này, đứng lại. Đứng lại em ơi, à đủ. Chạy nhanh thế nhỉ, à đủ. Đậu xanh làm gì vậy? Ồ oh. What the hell nó đây? Nó đi rồi nha em ơi, nó đi rồi nha em ơi. Ok, ngon lành. Sau khi mà hạ gục xong, anh em tranh thủ anh em rút đổ được những cái trang bị ngon nhá. Ở vãi trưởng mà đồng đội chơi xíu. Đấy, xuống xem rút đồ đi em ơi, ngồi trên xe làm gì nữa. Ủa, ở ngoài này có thêm người nữa hả? Ok, qua luôn, làm sao? Đâu, chỗ nào? Nốc rồi em này. Mạng thứ ba dành cho xích kẹo và không thể ngăn cản được luôn anh em ơi. Hiện tại thì mình đang dùng một cái khẩu súng trường Delta này, với lại một khẩu SMG nữa, đậu xanh. Ồ, thế nào bắn mình vậy? Ở đây ngay phía dưới này. À đủ, làm sao, mấy chú muốn gì? Mấy chú muốn gì mà cứ làm như kiểu là căng thẳng vậy? Ok, let's go luôn nào. Thế như là nó đang bị nốc hả? Hạ nó chưa? Gần đai này, gần đai này. Đậu xanh. Mấy gần đai thôi nha em ơi. Ồ, nó lên bản điểm số rồi thì phải, đây đây. Bây giờ là mình qua đây để lượm sát nó thôi. Hạ gục mạng xong qua đây lượm sát thôi nha em ơi, để có được nhiều đồ ngon nào. Đây rồi. Ống sắt này thì có mấy cái gói túi máu thì cũng ngon đấy. Let's go nào. Ở phía trên mình thấy là có một cái ký hiệu bắn súng anh em ơi, từ. Đây, tranh thủ là mình trang bị luôn nào. Thật ra thì cái ống ngắm 4X với lại ống ngắm 8X thì kẹo chơi không quen lắm, nên là toàn có xài 2X thôi anh em ơi. Kiểu không hiểu sao mình chơi không quen đấy anh em. Thì từ chắc là mình sẽ tập chơi sau. Còn bây giờ là mình sấy 2x thôi nha, mới quen mỗi sấy 2x. À đủ. Lái xe lên đây sơi anh à, thật kia. Mày làm gì đấy hả? Mày làm gì đấy hả, xuống xe. À đủ thằng này. Mày lượn xe định tông anh à, láo lếu. Cái thằng này. Xuống xe ơi. Anh nạp đạn cái đó nhá. Làm sao này. Ok thanh niên. Mạng thứ 5 này. Bất khả chiến bại rồi nhá. Thằng nào chơi nổi anh. Rồi các bạn ơi, ok, mình vừa đổi qua một cái khẩu súng này, nó chất chân người rơi hơn. đây rồi. Úi dồi ôi, làm sao, muốn gì? Cầm khẩu Delta này sấy cũng nhận là cũng ngon phết anh em ơi. Ồ, phía dưới này thì cực kỳ là đông người, cho anh em tha hồ mà bắn mà sấy luôn nhá. Đây, trang bị cái ống ngắm hãy lên trên cái đã. Chứ còn là khẩu ống ngắm Z-Dot thì bắn nó khá là khó. Đậu xanh này làm sao, mày muốn gì, tính chơi anh à? Mạng tiếp theo dành cho xích kẹo vào đây đã là mạng thứ 7 rồi các bạn ơi. Ơ kìa, nó đai rồi thì phải anh em ơi. Đai chơi nhỉ? Ơ mình chưa được cộng kill à? Phải trưởng, mới chỉ có 6 kill thôi. Sorry anh em, nãy là...
Hăng hái quá nên là đã nói là mình có 7 kill, bây giờ mới chỉ có 6 kill này. Từ từ để tôi chăn, tôi hạ thêm người luôn nhá. Làm sao này? Ok này, chuẩn bị lên bảng cho em ơi, để anh được cộng kill này. Đâu qua đây cô nào. Đấy, đang còn rất là đông người, cho anh em tha hồ mà sấy mà bắn luôn nha. Vâng, hiện tại có 5 đội còn sống, một đội thì đã bị clear rồi nha em ơi. Ồ, phía dưới có vẻ như là bắn nhau vẫn đang rất là căng thẳng nhá. Ok, từ tôi xem, tôi hạ các ông luôn, cho tôi sao phải ngại các ông. Nào, người đâu, muốn gì đây à? Đây à, chạy đi. Đúng rồi em ơi, chạy đi em ơi, không chạy thì anh sấy cho lại. Còn hỏi tại sao mạng thứ 7 này. Đó, bắn lên cứu đàng hoàng luôn nhá. Đây, còn người nữa này. Ui dồi ôi, chúng nó hồi sinh liên tục luôn các bạn ơi. Tha hồ mà sấy mà bắn luôn này, lên cứu liên tục luôn nhỉ. A à, đủ này. Nóc rồi nha em ơi, bò đi em ơi. Đúng rồi, bò đi em. Bò đi em ơi này, mạng thứ 8 luôn nha. Huyền thoại luôn rồi. Căng thật. Kìa. Ồ, thằng nào, nhảy xuống đây vậy. Úi dồi ôi, em ơi, chạy như chạy vịt này. Chạy như mấy con vịt bị lùa vậy anh em ơi. Nào làm sao, đây à, người nữa hả. Xuống, mới dám đứng lên thùng container thể hiện điều gì. Ui, vãi trưởng bò thu này. À, bo nó chỉ thu đến đây thôi nha em ơi, không lo lắm nào. Đây nữa à, làm sao. À, đủ thằng nào. Đứng đây vậy. Nhảy dù các kiểu luôn cả, ui vãi trưởng thằng nào. Thằng nào sấy mình đây, từ. Quần máu cái đã, quần máu đàng hoàng luôn này. Có vẻ căng, sấy gì mà căng vậy. Ok đâu. Chú đang ở đâu, qua đây. Anh sấy cho thì đừng buồn nhé. Này, thằng nào còn chưa nhảy dù xong nữa này. Ok, mạng thứ 10, một con số vô cùng là tròn trĩnh. Rồi anh em yên tâm, ngày hôm nay thì mình cố gắng kiếm luôn top 1 ở trong cái ván đấu này. Chứ mình ngại gì đâu. À, đủ này, làm sao này. Ok, thôi xong, chuẩn bị có được mạng thứ 11 nha anh em. Ok, ngon lành. Rồi nhá, team mình thì cả 4 đứa chưa còn đứa nào bị knock cả thì phải. Đậu xanh này, ui. Vãi trưởng, sấy căng thế, từ. Từ các bạn ơi, sấy căng thế sao mình chơi, ui. Bo thu lại rồi, chạy nhanh. Chạy nhanh anh em ạ, vừa chạy vừa cuốn máu luôn này. Tầm này thì căng rồi. Ui vãi trưởng. Bạn ơi đừng sấy mình như thế chứ, mình sợ. Đừng. Đừng các bạn ơi, đừng sấy mình như thế, từ. Lên trên nào, làm sao. Đây à, ui dồi, anh ra đen à. Anh ra đen này, nốc luôn anh ra đen nhá, ui bạn nó này. Phải trưởng tiếp theo lại thêm một anh da đen nữa hả? Làm sao? Anh da đen này hả em ơi? Úi dồi ôi, muốn sao? Từ anh em ơi. Cái chỗ này là mình không chạy qua được, bắn hơi khó tí. À đù làm sao? Sấy anh à? Ok, một thanh niên nữa chuẩn bị lên bản điểm số rồi. Mạng thứ 12 quá là ngon luôn. Uầy, toàn mấy đứa là đang nhảy dù xuống thôi anh em ơi. Ô, thằng này chưa đai à? Mạng thứ 13 luôn này, làm sao? Anh làm sao mà để cho chú bò mãi được. Người đâu? Người đâu rồi, từ. Đó, tranh thủ mình loot thêm một xíu đồ cái đã. Rồi xem là các bạn đang ở đâu. Bo thì càng ngày càng nhỏ lại rồi anh em ơi. Đấy, tranh thủ lượm thêm túi máu thì tí nữa chúng ta còn có cái bơm chứ anh em. Không thì lấy gì mà bơm máu cân tin nhỉ. Đâu? Người đâu cả rồi. Hello Jupiter ở đây, hình như là vừa ăn một mạng ở đây à. Đây, tranh thủ lượm mấy lon nước cũng được. Tí anh em ăn mấy cái lon nước, gọi là uống nước chạy cho nhanh cũng được, cũng ngon. Tôi toàn thấy ký hiệu. À đây, đang nhảy dù xuống à, thôi xong rồi em ơi. Còn chưa kịp nhảy dù xuống đã bị anh clear rồi, mạng thứ 14 luôn nhé. Thanh niên ơi là thanh niên. À đây, trên này còn người đấy hả. Úi dồi ôi, làm sao, nhảy dù xuống, đúng rồi, chạy đi em. Lên trên luôn các bạn ơi, thằng này. Xem là chú chạy thoát khỏi anh kiểu gì. Ok luôn này. Cầm sẵn khẩu SMG này. À đủ bò à? Ăn gì bò nhanh vậy. Bò nhanh thì cũng đai luôn nha, 15 kill rồi. Thế này thì đủ căng chơi anh em. Rồi nha mọi người. Từ mình xem là người đâu nữa rồi nha. À đây, nữa hả, đậu xanh này, nhảy dù đi em ơi. Nhảy dù đi em ơi, chưa nhảy dù xong đã bị clear nhé. À đủ này. Nốc luôn chứ không mọi người ạ. Nữa hả, đậu xanh này, mấy thế này, làm sao. Ủa, phía trên này, à đây.
bắn súng hả em ơi? Bắn ai vậy? Úi dồi ôi, tiếp tục lên bản điểm số mạng thứ 18, sĩ kẹo lên Q liên tục luôn các bạn ơi. Thế này thì đã đủ thần thánh cho anh em. Ồ, phía dưới có người nữa hả? Ồ, nó vừa bị clear rồi, nên thôi. Bây giờ là còn team mình với lại thêm một team nữa anh em ơi, đây đây. Làm sao team kia đâu? Chỗ nào? Hiện tại thì kẹo chưa thấy chỗ nào đâu cả cơ, vãi trưởng. Ô, thế này là sao nhỉ? Chưa thấy team còn lại đâu này. Từ từ anh em ơi, để mình soi xem team còn lại đâu. Chúng nó ở chỗ nào các bạn nhỉ? Ở đây. Ký hiệu bắn súng ngay chỗ này. Làm sao? Ở trên à? Ủa ôi ủa. Thôi thôi bạn ơi, thôi thôi bạn ơi. Sấy gì căng vậy? Từ 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 từ. Căng vãi trưởng rồi. Từ từ. Từ từ mình xem phần máu có đã anh em ơi. Ui gặp ông này sấy mình căng vãi. À đây, team nó đang nhảy dù xuống hết chỗ này này. Úi dồi ôi, tưởng gì cơ, tưởng gì cơ, tưởng gì cơ. À, căn nhà ngay phía này. Ok luôn. 56 độ cả. Đây rồi. Lên trên luôn mọi người ơi. Lên trên clear luôn chứ anh ngại gì các chú à. Cắn trộm anh hơi lâu rồi đấy. Làm sao này, knock 1. Qua đây con nào. Lên bản điểm số này. Tên hả? Úi dồi làm sao. Ok, ở đây có 2 thằng knock rồi các bạn ơi. Lên bảng điểm số cả luôn rồi nhé. Thằng cuối đâu? Thằng cuối đang nhảy dù đi à? À đủ. Thôi xong, mày xanh mộ với anh rồi. Cái này là chuẩn bị kill thứ 21 nha. Ngon lành. 21 kill top 1 đã đủ ngầu chưa? Yes. Chế độ mới này chơi quá dễ và mình thấy là cực kỳ là hay nhá. Đấy. Xếp hạng đội top 1 luôn. Ngon quá ta.